Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng quyết tử cho chiếc ghế quyết sinh. Một đất nước mà bị một con người có sức khỏe yếu kém điều hành thì xã hội này sẽ đi về đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và họ vẫn đang làm. Tuy nhiên, họ chỉ làm ở những lãnh đạo cấp cơ sở chứ không thay đổi ở cấp trung ương. Trong khi đó, lãnh đạo trung ương lại chi phối lãnh đạo địa phương qua nghị quyết của Đảng. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu những khuôn mặt thuộc thế hệ 7X, thậm chí 8X vào vị trí lãnh đạo tỉnh. Bước đi này của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước đi rất tính toán. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy lòng được nhiều thành phần trong xã hội. Nguyễn Thanh Nghị thuộc thế hệ 7X của Ủy viên Trung ương đã 3 nhiệm kỳ được cho là trẻ, nhưng đã 3 nhiệm kỳ vẫn chưa vào Bộ Chính trị, thì điều đó cho thấy việc trẻ hóa trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn rất chậm chạp. Ở trung ương vẫn là những con người già nua nắm quyền chi phối Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đã 78 tuổi nhưng vẫn chưa chịu buông ghế. Đây là hình ảnh quyền lực của Nguyễn Phú Trọng luôn là đề tài để người dân Việt Nam bàn tán sôi nổi. Hội nghị trung ương lần thứ 5 sẽ bàn về vấn đề gì cũng là câu hỏi được đặt ra. Hiện nay, trên mạng xã hội đã có một số ý kiến cho rằng Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 khóa 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2022 và sẽ bàn vấn đề thay đổi nhân sự cấp cao. Đặc biệt là liệu ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận từ chức và chuyển giao quyền lực hay không? Chuyện tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng bàn giao quyền lực không phải là bây giờ mới có, mà từ giữa nhiệm kỳ thứ 2 người ta cũng đồn đoán như vậy. Lúc đó, người được cho là thay thế Nguyễn Phú Trọng là ông Đinh Thế Huỳnh. Tuy nhiên sau đó, thì thực tế đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không nhường quyền lực, mà ngược lại, ông Đinh Thế Huỳnh phải về hưu vì căn bệnh bí ẩn. Có thể tại Đại hội Trung ương lần thứ 5 dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022 sắp tới là hội nghị chuyển giao quyền lực. Bởi vì nhiều người cho rằng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng hiện nay là quá yếu, không đủ đặc trách và trách nhiệm của một người đứng đầu của Đảng. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khó lòng mà chịu nhường ghế vì quá khứ đã chứng minh điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, liệu có phải là Tổng Bí thư tiếp theo hay không? Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, khi ấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ đột quỵ tại Kiên Giang, nơi mà con trai ông Nguyễn Tân Dũng nắm quyền kiểm soát tỉnh này. Cơn bạo bệnh mà ông làm đã làm mất đi ông hơn một năm mới có thể hồi phục sức khỏe một cách tương đối. Trong giai đoạn này, người dân kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế lại cho lãnh đạo trẻ hơn. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn không nhường. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay không thể nào yếu bằng lúc ông ngã bệnh cách đây 3 năm. Điều này có thể suy ra ông Trọng khó mà nhường ngôi lại cho thế hệ kế cận được. Lý do nào mà để ông Nguyễn Phú Trọng nhả ghế ra cũng là điều mà dư luận trong cả nước đặt ra. Có vẻ như vấn đề về sức khỏe không được thuyết phục cho lắm, bởi trong quá khứ, dù có đối diện với cái chết, ông cũng không nhường ghế kia mà. Chỉ có một lý do, đó là ông Trọng đang muốn chuyển ngôi lại cho một ai đó. Nếu chuyển giữa nhiệm kỳ thì đảm bảo hơn là lấy đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có cá nhân nào đã được ông Nguyễn Phú Trọng chọn mặc gửi vàng hay chưa? Nếu ông Trọng chấm dứt vai trò Tổng Bí thư và chuyển giao quyền lực, thì rất có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ hoặc ông Võ Văn Thưởng sẽ thay thế. Tuy nhiên, giữa ông Phúc và ông Huệ thì ông Nguyễn Xuân Phúc thích hợp hơn người thời điểm hiện nay. Bởi vì ông Phúc là chủ tịch nước, bây giờ cần nắm luôn giữ chức Tổng Bí thư để đảm bảo đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán thông thường, việc chọn người nào thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới biết. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư lần thứ 3, ông Trọng đã tạo dựng trường hợp ngoại lệ đặc biệt với quy định tuổi cho lãnh đạo cấp cao. Đây là một minh chứng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng rất tham quyền cố vị. Với con người như ông mà đòi hỏi ông ta tự nguyện nhường ghế thì quả là rất khó khăn. Thực tế, việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo chỉ là nửa vời.
cần phải đưa người trẻ vào Bộ Chính trị thì mới có hy vọng. Trong ba người có thể thay ông Nguyễn Phú Trọng gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Trong đó Võ Văn Thưởng là trẻ nhất, tuy nhiên triển vọng đối với Võ Văn Thưởng là không cao. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì đã từ lâu ông Nguyễn Phú Trọng luôn có quan điểm rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc có lý luận, mà ông Thưởng lại là người miền Nam. Khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại đến hết nhiệm kỳ, bởi vì dù được ông Trọng ủng hộ, song chưa hẳn ông Vương Đình Huệ được đa số ủy viên chính trị tán đồng. Trong khi thời điểm này, người được cho là có uy tín lấn át và có đa số ủy viên Trung ương Đảng ủng hộ hơn, đó là Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đưa ra lấy ý kiến và giới thiệu tại hội nghị Trung ương, ông Huệ thu ông Phúc là điều dễ thấy. Còn nhớ khi ông Phúc đang là ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, thì Vương Đình Huệ đã thất bại cay đắng cùng với Nguyễn Bá Thanh trong cuộc đua giành suất bổ sung của Bộ Chính trị tại hội nghị Trung ương lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2013. Mặc dù cả hai đều được ông Nguyễn Phú Trọng đích thân giới thiệu. Bây giờ ông Vương Đình Huệ cũng không phải là người chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Với dân chúng hiện nay, ai lên ai xuống cũng vậy mà thôi. Tham nhũng, hư hỏng, ăn không chừa bất cứ thứ gì của dân, không chỉ dừng lại ở đảng viên, tướng lĩnh cấp cao mà nó lan đến thượng tầng chính trị quốc gia, thì công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng trở nên vô nghĩa. Đất nước này không phải của dân mà là của Đảng Cộng sản, là nơi để các quan chức Đảng Cộng sản tranh giành, chia ghế, tranh nhau đoạt lợi và bóc lột người dân để làm giàu. Kính mời các bạn xem bản tin Putin với bộ não bệnh hoạn đang đe dọa hủy diệt thế giới ra sao. Chuyên gia tâm lý của người Úc, Alan, người đã dạy Vladimir Putin ngôn ngữ cơ thể, cho rằng hành vi của ông Putin ở Ukraine cho thấy tâm trí của ông ta đã sa sút đến mức bệnh hoạn chỉ trong vòng có vài tháng gần đây. Alan là người Úc, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể với nhiều xuất bản nổi tiếng trên thế giới, đã quen biết Putin lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm tại thành phố Saint Petersburg, một năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Alan và vợ là Barbara cùng làm trong ngành truyền thông, khi ấy đến Liên Xô cũ để đào tạo kỹ năng cho các chính trị gia cộng sản, giúp họ có thể hòa nhập được với giới lãnh đạo của phương Tây. Đây là hình ảnh Alan, 70 tuổi, chuyên gia tâm lý ứng dụng nổi tiếng trên thế giới với những ứng dụng của ngôn ngữ cơ thể. Chuyên gia tâm lý ứng dụng Alan, 70 tuổi, với biệt danh là Quý Ngài Ngôn Ngữ Cơ Thể, kể lại với tờ báo Anh The Sun, cơ quan chuyên đặc biệt khiến ông có quan hệ với vị tổng thống tương lai của Nga. Ông nói về cơ duyên mà ông vì sao đã gặp tổng thống Nga Putin. Chúng tôi đã 3 lần hẹn gặp với tổng thống Boris Yeltsin, nhưng ông ấy cả 3 lần, ông ấy đều không đến. Chúng tôi trong đoàn làm phim phóng sự về chuyến đi ở Nga nhận cuộc hẹn ở cung điện mùa đông với thị trưởng Saint Petersburg, Zublak. Ông là chính trị gia dân cử đầu tiên ở Nga trong chính thể mới này. Ông ấy rất hào hứng về kế hoạch được chúng tôi tư vấn về những kỹ năng cần thiết khi xuất hiện trên TV. Nhưng đúng ngày hẹn, ông ấy đã không thể đến và cử cấp phó thay thế. Người đó chính là Vladimir Putin. Vào thời điểm đó, Putin không phải là một nhân vật nổi tiếng ở Nga, mặc dù quá khứ KGB của ông đã được nhiều người biết đến với vai trò là gián điệp của Liên Xô cắm tại Đức. Ấn tượng đầu tiên của Alan là Putin chỉ cao có 5 phút 7 inch, thấp hơn nhiều so với hình dung của ông ấy. Tuy nhiên, dù thiếu về chiều cao nhưng ông ta có trí thông minh vượt trội. Đây là hình ảnh Vladimir Putin với xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô, trước đây KGB, trước khi chuyển làm chính trị gia. Anh ấy là người tiếp thu rất nhanh những gì tôi dạy, Alan tiếp tục nói. Sau đó tôi thấy anh ta áp dụng rất tốt những kỹ năng mà tôi đã dạy về ngôn ngữ cơ thể khi xuất hiện trên TV. Với sự góp mặt khởi đầu tại cung điện mùa đông, nơi tham gia của 300 chính trị gia mới, Vladimir Putin bắt đầu trở thành một gương mặt nổi bật kể từ đó trở đi. Alan cũng kể rằng ông ta đã dạy cho Putin một số bài học cơ bản quan trọng mà ông đã sử dụng
trong suốt 30 năm qua. Một trong những tư thế quyền lực quan trọng nhất gọi là tư thế gác chuông. Bạn đan hai tay vào nhau như gác chuông nhà thờ và ngả người ra sau, tươi cười mà không quá lộ hàm răng. Ngôn ngữ cơ thể chỉ là biểu hiện bên ngoài của tình trạng cảm xúc. Nó khiến bạn tự tin và kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu bạn áp dụng kỹ năng này trong một cuộc họp hoặc một cuộc phỏng vấn, bạn sẽ tự tin hơn hẳn rất nhiều. Hãy xem video của Putin từ trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông ấy áp dụng kỹ năng này, bạn sẽ không thấy ông ấy khoanh tay lại. Việc khó khăn nhất mà Alan dạy cho những người Liên Xô cũ phải bỏ đi thứ mà ông gọi là khuôn mặt Nga. Trước đó, người Nga cho rằng nếu bạn mỉm cười trong vị thế lãnh đạo quân sự, bạn sẽ không được nể trọng. Tôi nói với họ rằng nếu muốn làm ăn với thế giới phương Tây thì bạn phải biết mỉm cười. Mặc dù Putin không được biết đến với những nụ cười ấm áp, nhưng những bức ảnh chụp ông ta từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Tổng thống cho thấy ông ta đang nở nụ cười với Thủ tướng lúc bấy giờ là Tony Blair. Đây là hình ảnh Vladimir Putin gặp Tony Blair với nét mặt tươi cười. Alan cũng hướng dẫn Putin bước đi với hai cánh tay vung sang hai bên, gọi là kiểu đi bán hàng. Những người có quyền lực thường đi bộ giống như họ đang diễu hành, ông giải thích. Hai cánh tay họ vung sang hai bên, giống như hình ảnh của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào những năm 1980. Alan cũng mô tả lãnh đạo của Putin trong suốt 22 năm qua là một quả đấm sắt trong chiếc găng tay nhung. Đó là cách ông Putin lãnh đạo trong thời gian vừa qua. Ông nói tiếp, trong lịch sử, Putin rất ít phạm sai lầm lớn với tư cách là một chính trị gia. Đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, ông nói tiếp, Putin ngộ nhận rằng sau cuộc chiến, Tổng thống Zelensky sẽ chạy trốn khỏi Ukraine và người Nga sẽ chào đón ông với hai vòng tay rộng mở. Và rằng ông ấy có thể đưa ra những yêu sách về Donbass, về Luhansk và Donetsk, cũng như củng cố sự kìm kẹp của mình đối với Crimea và biến Ukraine trở thành khu vực phi quân sự. Giải thích về tính cách cứng rắn của Putin, Alan nói, người dân Nga muốn Tổng thống là một người yêu nước. Họ muốn nhìn thấy anh ta biết lái máy bay, anh ta trở thành nhà vô địch võ thuật, và suốt nhiều năm qua, ông ta đã hoàn thành vai trò đó cực kỳ tốt. Ông ấy có đai đen judo, chơi khúc quân cầu trên băng và có ảnh chụp cởi trần trên lưng ngựa khi đi săn hoặc đi câu cá. Đây là hình ảnh ông Putin với bức ảnh chụp cởi trần trên lưng ngựa. Tuy nhiên, hành vi của Putin đã thay đổi đáng kể trong khoảng một tháng trở lại đây. Ngôn ngữ cơ thể của Putin giờ đây đã khác đi rất nhiều. Ông ấy không còn là người điều hành tự tin nắm quyền nữa. Ông ấy trở thành kẻ luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hình ảnh Putin bên chiếc bàn dài vô lý mặc của ông ấy xuất hiện gần đây như thể ông ta đang mong đợi một cuộc tấn công vậy. Đây là một triệu chứng hoang tưởng ngày càng tăng của Putin, là dấu hiệu của một người bị cô lập trong suốt cơn đại dịch. Ông ấy cũng tăng cân khá nhiều, tự tạo ra vẻ xa cách với chính bản thân mình. Rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra trong đầu, khiến ông ấy không muốn ở gần người khác. Trong một bài phát biểu gần đây, Putin cũng cảnh báo rằng những người yêu nước phải biết cách tìm ra kẻ phản bội, cho thấy một hình ảnh khác xa với vẻ lạnh lùng, tính toán mà ông từng thể hiện trước đó. Alan cũng tin rằng căn bệnh gần đây của Putin chính là lý giải cho những quyết định sai lầm vội vã khi tiến hành cuộc chiến với Ukraine.